Giới thiệu các bác, đây là mấy con tôm của tôi đang chiến đấu nhau. Đánh nhau. Tranh giành lãnh thổ. Đâu tranh giành bạn gái. Có ba là không phải qua. Ba con tôm. Hai con một hai con đực. Kia là đây là một hai con đực, kia còn kia là một con cái. Đang giành nhau. Cá mập lượn lờ trên. Thành cát tư hãn. Hôm nay vừa mới bổ sung thêm mấy thành viên nữa. Đây em đeo ngoài. Bây giờ lại đánh nhau. Xịn đầu lên. Con này sợ mà. Con này đế máu. Con này cảm biến. Đấy, nó đang leo ngoe cắp con cá này. Rất thích đi gây sự. Đang cho ăn. Đánh nhau đi. Chiến đấu đi. Đánh nhau đi. Rồi, đánh nhau nào. Cho con đứng xếp hàng ngủ là. À đánh nhau rồi, tiếp tục. Tôi vừa bổ sung thêm một con cá hổ bé đó. Vâng. Hai anh em đang ngủ. Hai con có đánh nhau. Còn đây con cua đang ngoài. Tôm đang chiến đấu nhau. Quặp nhau luôn. Quặp nhau luôn. Quặp nhau luôn nhá. Buồn, không việc gì làm. Ngắm vật nhau. Tôi ngay đang trong lúc chờ xem tiếp trận bóng đá nữa đây. Buồn quá xuống đây xem bọn cua tôm đánh nhau. Tôi đỡ buồn. Mấy con lấy này nó, cái này nó không ăn thì cái kia nó ăn luôn. Úi giời. Đây là tôi vừa bổ sung thêm ít đạm, đây là giun đỏ. Chun này tôi hay mang này đi câu cá này. Đây nuôi thêm cái này để cho cả cá ăn. Ôi giời, tôm đang sâu xé rồi. Tôm ôm cả cục luôn. Thảm thế. Ôi giời, dành nhau. Mày à. Chiến đấu đi. Đây là tôm của ta. À đây là tôm của ta. Ôi giời. Quần long tranh bá. Ở trâu sâu vào cái chỗ con tôm còn kìa. Còn không ai dám vào con tôm kìa. Nó giữ hết con giun kìa. Giữ hết giun. Không cho. Phải treo lên anh ạ. À. Không thằng nào dám vào. Đấy, úi giời rỉa ngay. À, đánh giun kích. Ba cu không thấy ăn rồi. Đây là chơi giun kích thôi. Quật long tranh bà. Giữ hết giun. Một lần giữ hết giun. Không có. Quay gần đi lướt qua tưởng cá khổng lồ ấy. Từ làm sao vào ngủ nhờ, đói quá vào ăn luôn. Bây giờ cho tí. Đây là của tao. Hàng ngót đấy, cái này hàng ngót đấy. Đây là sân chơi của tao. Và cũng là tôm đang ngoe chạy. Nguyên hổ ấy, chứ chú kết hợp kìa. Ăn hổ mà. Đồng ăn không? Đồng ăn hết, ngon quá. Một tay đánh nhau, một tay vẫn còn cắp luôn. Như là run đấy. Hai con đang cướp nhau run rồi. Đánh nhau ăn. Thấy chưa? Không còn nào tranh cướp được. Hai con tôm này. Hai con tôm này gấu nhất. Ba con tôm là gấu nhất. Bẻ. Con tôm kia, à con tôm kia nó là... Kiệt sức. Nhìn nó lấy hết tôm, nhìn nó lấy hết dung của mình. Bỏ tay à? Bất lực. Một cá này không dám vào. À, xóa đó. Làm
xoát đấy, xoát đấy, đấy vào tranh cá và vào tranh cướp, đói thì cướp này, chả biết được. Quay gần đấy, ông cá lóc nó chưa được mua một nửa rồi kìa. Con này trả thêm vào. Tiếng con dưới kìa. Trời ơi, cướp luôn. Giật luôn. Xem má chán nhỉ. Buổi tối nhìn bọn cá này cướp đồ ăn cũng vui quá, thư giãn đầu óc. Hai con hổ kia quay sát kiểu như cá khổng lồ. Con cá khổng lồ mà biết. Tôm đi, tôm ngang. Thử tăng. Thử tươi. Đây tôi vừa mua thêm một là hán con. Cho chung ở đây luôn, tôi sợ anh em. Bọn tôm cái độc chiếm run từ nãy giờ. Cả tao đưa run cho tao chiến đấu về dành con run, dành nhau con run. Ôi ơi nhanh thế, dành nhau con run khiếp. Con bất lực. Con hổ ngồi im thế. Bây giờ tôi mua thêm con mới nữa. Con thế nhỉ. Con này hoang bảo yến sọt. Đây là con hoang. Đấy. Trường Giang sao này đấy. Anh bỏ hổ Sumatra đây, một chiếc cá nữa. Ông ơi, không